Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện từ sớm với thần thái đẹp và quyền lực khó cưỡng. Sáng 16/9, vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chính thức diễn ra tại Hà Nội. Ngay từ sớm, thành viên trong ban giám khảo là siêu mẫu Thanh Hằng, Vũ Thu Phương cùng dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi như hờ hen nỉ hệ, Mâu Thủy đã có mặt để bắt đầu hành trình tìm ra gương mặt mới xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện từ sớm với thần thái đẹp và quyền lực khó cưỡng. Cô đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi năm nay. Rất đông thí sinh đã có mặt từ sớm. Thí sinh từ khắp nơi đã quy tụ về địa điểm tổ chức để làm các thủ tục cần thiết trước khi bước vào các phần thi chính thức, trình diễn bikini, kiểm tra nhân trắc học và ứng xử trước ban giám khảo. Không khí buổi sơ khảo trở nên sôi động hơn khi có sự xuất hiện của những thí sinh nổi bật. Thanh Hằng đẹp xuất sắc trong bộ cánh đỏ rực rỡ, siêu mẫu Vũ Thu Phương trở lại. Người đẹp Mâu Thủy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như hờ hen nỉ hệ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.